xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft Minigame. Và đây là Noob. Xin chào. Hey. Rồi, ai kia thì các bạn không cần phải giới thiệu nữa. Tên hiện lên to chà bá lửa rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại với một cái minigame PvP sinh tồn. Đấy. Vừa kết hợp sinh tồn vừa kết hợp PvP các bạn nha. Chúng ta phải sinh tồn trước, đó, sau đó PvP sau. Thì đây, minigame này có tên là cuốn sổ tử thần. Đấy, sinh tử, đúng rồi, cuốn sổ sinh tử các bạn ơi, không phải tử thần, trời ơi, quên mất. Đó, một bên là đây, trái đất. Đó, một bên là địa ngục các bạn thấy không? Đó, mình và Pixel sẽ có hai lượt chơi thay nhau sinh tồn thôi, thay nhau. Bây giờ mình ở địa ngục thì Pixel sẽ ở trái đất và sau đó thì đổi lại cho nhau. Và sau khi sinh tồn xong kiếm, ấy ôi, trời ơi, kiếm được những món đồ. Trời ơi. Nú đang mải xem kia tự sát luôn. Trời ơi, mình sẽ TP lên chỗ Pixel các bạn ơi. Trời ơi. Đây, sinh tồn xong rồi kiếm đồ, nói chung là đào sắt, in chan các thứ, các thứ, sau đó thì sang bên xâm chiếm rồi. Ai nhanh nhất thì người đó, ai mạnh nhất thì người đó win thôi các bạn. Rồi vào. Trước mặt chúng ta đây là hai thế giới này đúng không? Đúng rồi. Pixel chọn trước đi, cho Pixel chọn nữa. Pixel chọn trái đất. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu rồi. Đó, chúng ta nói chung là đây là cái ngăn cách này. Các bạn thấy không? Đây ngăn cách giữa mình và Pixel là hai thế giới này. Thế nên là từ từ đã, mình phải đây. Giờ hai chúng ta ở hai nơi. Hai nơi à? Ủa ôi. Chỗ này lửa cháy bập bùng các bạn ơi. Ôi, một cái cây gậy không sao. Mình có rất là nhiều gỗ ở đây. Thế nên là trước tiên là chắc chắn rồi, một cái nguyên lý không thể nào mà chạy được là chúng ta phải chặt đào chặt. Trong này không có bản chế tạo luôn. Trời ơi, làm gì ai cho bản chế tạo, là sinh tồn là phải tự thân vận động nha. Rồi. Chắc có lẽ ra là mình phải nhanh chân nhanh tay các bạn ơi. Chúng ta sẽ làm bản chế tạo này. Bên là có bản chế tạo bên trong kia hay không nhưng mà thôi kệ đi. À, trước tiên phải làm một cái, mình nghĩ rằng là để chặt gỗ nhanh thì mình làm cái rìu gỗ đã. Làm cái rìu gỗ trước đã xong rồi tính sau. Ui, trời ơi nhiều gỗ thế nhở. Không biết bên Pixel có nhiều gỗ không. À mà tí nữa bên Pixel phải chặt nhà đấy. Trời ơi tí nữa không sao, tí nữa mình chắc được trải nghiệm bên Pixel mà. Bên Noob thì nhiều gỗ lắm. Trời ơi địa ngục hơi bị nhiều gỗ luôn, địa ngục trồng được mà. Trời ơi lần được thì cứ hái đi. Hái mạnh. Rồi ok, chắc là còn tí nữa Pixel sang Pixel hái đấy. Tí nữa là hái cả người chứ không phải hái mỗi cây đâu. Rồi mình sẽ đi lên đây xíu. Rồi chặt hết các cái trên này đi ra. Không chừa một block nào các bạn ơi. Chừa một block nào luôn. Trời ơi, nó dính ở kia rồi. Đó các bạn thấy không, nó dính vào cái tơ nhện này. How to thôi, chắc có lẽ ra thôi thế là đủ rồi. Mình nghĩ là 8 cái khúc này nó đổi ra được thế là đủ rồi, đủ các bạn ơi. Ui, chúng ta phải cẩn thận nha. Cái này mà xém chết một cái thôi là tự giết mình đấy. Không biết là có cái sáp luôn này. Trên này mấy cái này có cái gì không? Không, chả có gì các bạn ơi. Thôi mình sinh tồn thôi. Giờ này mình không đi linh tinh các bạn ơi. Đi linh tinh tí nữa Pixel ra, Pixel gõ vào đầu rồi. Chúng ta xuống dưới đã. Đấy, không biết giờ dưới này có cái gì hay không. Chúng ta cái sáp này chả có gì cả. Ui, nó cũng thấy một cái hầm mỏ này. Các bạn này hầm mỏ bỏ hoang. Thực ra thì không phải bỏ hoang đâu mà có người sinh sống ở đây đấy. Ai ui. Rồi một cái xương mà chả có cái khỉ ho có cái gì. Không sao. Thay vào đó thì chúng ta sẽ làm một cái cúp gỗ. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ mượn tạm một cây đuốc. Ồ đây có mỗi một cây đuốc rồi. Tí nữa chúng ta mượn tạm một cây đuốc ở đây. Mình sẽ đào đá trước các bạn này. Lên ngay thời kỳ đồ đá còn gì. Có lẽ rằng là mình cố gắng kiếm ra thành lên thời kỳ đồ sắt một cái rồi sang xâm chiếm luôn. Ê vậy hả? Đúng rồi. Rồi người ta phải nhanh chóng như đã sinh tồn PvP là thế nào mà chậm được bạn. Ấy. Lúc của lâu mới tìm được Pixel. Ú kim cương. Ui, đã kiếm được kim cương rồi. Wow. Ghê đấy. Mà lại không có cái khá bảnh đấy. Ui, giàn thuốc này. À sắt đây rồi. Khá đấy, hơi bị khá đấy. Ăn thua rè. Không ăn thua nhá. Làm sao không quan tâm nhá, không quan tâm nhá. Wow, dưới này hầm rồi, mình bị đói rồi, mình quên mất không làm bánh mì chứ. Vàng các bạn ơi. Ây dồi, bên Pixel có bánh mì luôn. Ghê gớm vậy. Wow, kim cương. Rồi, một viên kim cương đầu tiên các bạn ơi. First blue rồi. Chúng ta lúc cứ tìm cục sắt rồi mà đã đào một kim cương rồi. Đâu, ý là tìm thấy một viên kim cương thôi chứ còn sắt mới có một viên à. Khổ lắm. Rồi cắm cho cái đuốc đây cho sáng sủa các bạn.
Thực ra thì có mỗi một cây sủa, mỗi cái cuốc khổ lắm. Cuộc sống mà. Chúng ta đấy. Trời ơi. Khổ chưa các bạn ơi, thấy chưa? Sinh tồn nó phải đâu phải dễ đâu. Là kiếm sắt là một cả là một nghệ thuật luôn. Nhưng mà nghệ thuật đó thì mình đã học. Chính là những nghệ sĩ. Rồi chúng ta có than này. Surprise. Thêm một block sắt nữa. À được. Thêm một quặng sắt nữa. Một block sắt thì hơi gắt. Rất là nhiều than ở đây. Mình cần một một sắt nữa thôi. How to kiếm sắt đây. Mình bây giờ mình có thể chế kiếm sắt và sang xâm chiếm Pixel được rồi, nhưng mà thôi. Là làm người ai làm thế nhỉ? Hăng quá. À đây rồi, sắt đây rồi, sắt đây rồi. Rồi, dạ. Ba khối sắt rồi, ba quặng sắt rồi. Chúng ta sẽ nung thôi, nhanh chân nhanh. Thơm mà, trời ơi. Căn bản là núp sinh tồn thì hầu như toàn được trời phù hộ. Hơi tào lao. Trời, quên mất. Đấy, trời sinh tồn mà. Rồi, chắc có lẽ đặt đây đã. Chế tạo ngay một cái lò nung này. Đó thì chúng ta sẽ đặt ở đây và nung sắt. Đấy, các bạn ơi, sắt vào chuẩn bị là trong thời gian đó thì mình sẽ cắm cái đuốc. Thôi chắc là không cần cắm đuốc, ở đây có cái này nó sáng rồi. Chặt cái này đã. Úi sổ ơi. À, bên này là khu này nguy hiểm lắm. Và bỏ đi. Ra đây lỡ chân một cái là đai đấy. Wow, mình xuống cái phần gọi là đáy của địa ngục rồi. Tử thần đang vẫy gọi mình chăng? Oh yeah. Chúng ta lấy sắt nào. Sắt mà khó. Rồi chắc là mình bây giờ cũng thôi kệ. Rồi, chế được cúp sắt rồi các bạn ơi. Yes. Là chúng ta đi chơi thôi. Này đi tìm kim cương và một viên kim cương trên kia nhá. Các bạn nha. Chuẩn chưa? Ôi, dưới này có kim cương không? Pixel vẫn đang trên hành trình đi tìm cái cục sắt thứ ba đây. Đào. Trên này không biết là có cái gì không mà sao tự nhiên mình xuống đây làm gì nhỉ? Vô lý. Rồi chắc là lên thôi. Chỗ này nguy hiểm quá. Lúc là mình chỉ cần rơi xuống lava là đai luôn đấy. Thức ăn thì mình không có ấy. Đó các bạn thấy không? Dưới địa ngục này khổ lắm. Sướng gì đâu. Trái đất mình khổ rồi. Không, trái đất là có thức ăn. Địa ngục là chỉ có ma thôi. Đây có cái dương này. Yes. Rồi, chút chống lửa. Ok các bạn ơi. Lên thôi, có thuốc chống lửa. Đúng rồi, địa ngục là phải có nhiều lava. Trên này có dương. Rồi thì thối giữa luôn. Pixel được hắn thuốc chống lửa luôn này. Pixel kiếm đó. Chết rồi. Sai lầm tuổi trẻ rồi. Ai ở đâu? Đau. À đây, viên sắt thứ ba đây rồi. Cay thật đấy, mình bị rơi cát vào người. À đâu, rơi sỏi. Rồi, thôi lên rồi. Giờ này how to. Chắc có lẽ rằng là giờ này mình lên kiếm cái viên kim cương kia, chế cái kia. Kiếm kim cương và đi xúc Pixel thôi. Giờ này đi múc Pixel thôi. Chỉ cần một viên thôi. Không cần nhiều. Nhưng mà bây giờ không biết là mình còn nhớ cái một viên đấy ở đâu không này. Trên này phải không? Đúng rồi. Rồi xong con ong Pixel. Xong con ong Pixel rồi. Đi thôi. Qua đây rồi biết ai xong ai. Sợ người quá nhỉ. Ta lại sợ người quá. Rồi đi thôi các bạn này. Mình nghĩ ta sợ người. Này mình đi săn Pixel ạ. Tuyên bố là đi săn Pixel. Chứ Pixel mà lớn mạnh hơn nữa là mình die đấy. Mình không chế áo giáp đâu. Chỉ khô máu đấy. Trời ơi. Rồi chúng ta sẽ chế kiếm kim sạc cương. Có 2 viên rồi à? Không. Ôi nhờ. Trời ơi, nhầm. Hình như là còn một viên ở dưới nước kia nữa mà. Trời ơi. Cứ nhầm mà tưởng có 2 viên rồi cơ, mạnh một. Rồi xong cuộc đời. Cuộc đời núp lại bị tự bản thân lừa rồi. Cay thật đấy chứ. Cuộc đời vẫn sao. Rõ ràng là mình nhớ rằng là hình như là mình tưởng trong người mình đang có 2 viên.
thật là thông thường rồi. Là sự thông thường đó nó phải trả giá. Ây ôi, đi chào bạn bên bên kia quê rồi luôn. How to ạ? Rồi đi tìm viên kim cương thứ hai các bạn ơi. Cảm thấy bị quê chưa? Không phải quê, trời ơi, nó bị lừa chính bản thân mình luôn ạ. Cay thật. Rồi đây là viên sắt này các bạn. Đây là viên sắt chứ không phải là viên kim cương. Rồi đào xuống đi. Mình nhớ rằng là hình như là mình cứ đinh đinh trong đầu là ồ, à táo vàng, táo vàng, táo vàng. Wow, táo vàng in sờ chan luôn. Cứ đinh đinh trong đầu là đang có trong trong tay một viên kim cương rồi. Chỉ cần đào một viên này nữa là được. Thôi thế là xong cuộc đời. Sang đến địa ngục của Núp rồi này. Ui, sang đây luôn hả? Xâm nhập địa bàn của ta. Rồi ok, không sao. Ở cái dương này có một viên kim cương luôn. À, tên video. Ôi, bên... đây là kim cương của Núp à? Đâu? Uầy, video đâu rồi? Trời ơi, video đi đường nào mà hở cái dương? Trời ơi, video ở đâu ấy chứ? Lấp đường đi đường về đã. À, thanh niên lấp rồi. Rồi mình lên đã các bạn ơi. Rồi. À, trời ơi, Pichao có kiếm kim cương. Pichao đã được 2 viên kim cương à? Thì lúc xuống địa ngục của lúc lại kiếm được 1 viên kim cương nữa mà. Ui, ngon thế. Rồi, xong cuộc đời mình rồi. Cuộc đời mình tan rồi. Hình như là mình biết có chỗ có lapis nữa chứ. Về cho đi chan luôn đấy. Ok thôi, chấp nhận thôi. Số mình bị bản thân mình lừa mà. Trời ơi, 1 viên kim cương trong tay thì làm cái gì. Không sao bạn ơi, mình sẽ đi tìm. Cách rồi các bạn ơi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà. Bình tĩnh, bình tĩnh rồi. Chúng ta phải bình sật tĩnh rồi. Mình đã có cách giải quyết rồi. Bạn thấy không? Vì sao bên kia? Mình ở bên này. Và mình có thể xâm chiếm được pixel. Trời, cái cúp sắt của tôi. Rồi ok. Leo lên. Trên này có không? Ui, trên này có nhiều sắt lắm này. Cái dương này mà không có được hả? Cái dương mà không có gì. Đấy giờ chung là trên này nhiều sắt lắm. Nhiều sắt lắm. Chờ đang đi tìm viên lapis vừa nãy đây. Đúng rồi, đi tìm đi. Lúc đứng lên lúc chở mà, lúc đi đâu đâu. Hi hi. Đây lại một viên à, nhầm à? Phải như hoa mắt à? À đây. Ghê chưa bạn ơi, kiếm in chan luôn. Xong cuộc đời mình rồi. Xong con ong rồi. Đồ VIP chưa chắc đã xong. Đi xem PVP gà đó, nên là Núp yên tâm đi. Không, tuần này không có yên tâm ai cả. Đấy, PCL có kiếm kim cương các bạn đây. Không thể thế được. Trời, hình như là bên mình kiếm đồ nó hơi khó. Nhưng mà được cái nhiều gỗ thôi. Sang cho PCL. Ui. Thôi sang bên kia cần phải bắt block à? À đâu? PCL vừa lấy sang làm gì cần đâu nhở? PCL chỉ cần đào xuống dưới mà. À ừ nhở, PCL đào xuống dưới là được mà. Sao mình lại phải bắt block? Why? Trời ơi. Why? Xin chào yeah. Chưa kịp in chan luôn. À, may quá, trời ơi, Michelle đang định in chan rồi. Trời ơi, các bạn thấy chưa, sức mạnh của táo vàng in chan của mình nó phải hơn cái kiếm của kim cương rồi. Ok, yes. À, mình ở phe địa ngục đã chiến thắng và bây giờ chúng ta sẽ đổi ngược lại phe các bạn này. Trời ơi, mày thế nào dám lấy kim cương của ta?
pháo thủ. Rồi, đến giờ đổi phe rồi. À nhầm, đến giờ đổi thế giới rồi. Mình sẽ bên trái đất, Pixel địa ngục bên. Rồi, đi xuống đây. Pixel cố gắng tìm được quả táo vàng hình tràn giống núp nha. Ô, kiu ù gà. Trời ơi. Rồi, chúng ta sẽ trước tiên là phá nhà đã. Đúng như lời Pixel nói là bên này đúng thật là ít gỗ thật, nhưng mà được cái là nhiều nhà. Được cái là có nhà rồi. Bên này toàn mấy con lợn kêu này. Trời ơi. Người lợn á? Ô, núp vừa nãy không thấy người lợn như thế mới vui. Rồi, Michelle bây giờ mà chỉ cần dã vào nó một cái thôi là à, đúng rồi. Thăng thiên luôn. Cả bộ tộc nó ra nó quay quay Michelle lên đấy. Rồi, ok, bên này có thức ăn rất là nhiều. Thực sự là bên này mình cảm thấy thích thú hơn bên kia đấy, bởi vì bên này có thức ăn này các bạn. Được. Ủa, bên này cũng nhiều gỗ chứ bộ. Trời ơi, bên này này các bạn thấy không? Gỗ ở nhà này. Trời ơi, mà mình thì cái kiểu như là cái khả năng chặt phá nhà của mình rất là tốt. Kiểu đồ phá hoại ấy, các bạn biết không? Chặt phá hoại. Khả năng chặt phá nhà của mình các bạn đã biết rồi. Yes. Rồi lên đây. Mình sẽ đổi gỗ ra nhanh xa chóng. Đó, mình sẽ chế cái cúp này. Sau đó lên luôn thời kỳ đồ sắt thôi, giờ này cũng chờ đợi gì đâu. Đấy, bởi vì nhà cũng có cả ăn nhầm. Thời kỳ đồ đá. Nhà cũng có cả đá mà. Rồi, lên thời kỳ đồ sắt luôn thì Pixel lại sợ. Không nói được lên lời. Thấy chưa, Pixel cũng thời kỳ đồ đá rồi đấy. Đừng đùa mấy cái ninja rùa. Ủa, thế nào được với Pixel? Thật. Rồi, ok, không sao. Chúng ta sẽ chặt gỗ đi, chặt cái gỗ này đi. Sau đó thì chúng ta đi luôn. Được cái cúp đá thôi. Hôm nay tìm sắt thôi. Rồi, các bạn thấy không, sức mạnh của quả táo vàng rất là ghê nhá. Đừng có đùa. Thanh niên à, thanh niên thì cũng xúc kìa. Sang đến chơi chiến luôn. Rồi, ok, phải. Ta biết người không làm cúp, à không làm kiếm. À, cay chưa? Cay. Một đều. À, ok. Rồi, thế chúng ta có kết quả hòa. Ui, hai lượt Pixel trên cục xúc thật đấy. Để Pixel lên đây để chào các bạn. Ta phải phủ đầu. Nghe thật. Nào đi đâu ấy, trời ơi. Wow, trời ơi, mình biết thế, mình đang mải mê đi chuẩn bị chế bánh mì cay thật, chưa kịp chế quả đấy mình chế dìu. Các bạn biết mình đang áp dụng chiến thuật gì không? Áp dụng chiến thuật assassin của mình. Assassin à, được, không sao. Ta không sao. Đấy, hơi cay tí thôi nhưng không sao bạn. Hòa, kết quả là hòa. Rồi. Ok, thì có lẽ rằng là cái game đấu thứ hai, trời ơi, mình bất cẩn và Pixel rất là nhanh chóng các bạn. Sự lợi hại của Pixel đã làm nên chiến tích Assassin. Và mini game của chúng ta đến đây là kết thúc thôi. Và nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái mini game này thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của Pixel, đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến các bạn phía dưới. Trời, líu luôn kìa. Và xin chào, gặp lại, bye bye. Bye bye.